Doanh thu tháng này của mình là bao nhiêu? 1 tỷ. Nope. Bao nhiêu? 1 tỷ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thật sự sẵn sàng chưa? Tự nhiên anh xung, tự nhiên siêu ngang nhỉ? Sếp ơi, tụi em thì sẵn sàng rồi á, nhưng mà không biết Phượng sẵn sàng chưa? Cùng chung tay phòng chống dịch, tất cả các cơ sở trên địa bàn phải đóng cửa. Lâu, đợi đi. Nhường cái gì mà nhường, tao đợi từ sáng tới giờ mà nhường. Trời, nó 38 độ luôn hả? 38 độ luôn hả? Chết rồi. Gì chán rồi? 36 độ bình thường mà. 36 độ. Trời ơi, cái này làm hết rồi. Đây đang dùng cái gì? Xuống đây. Chào anh nha. Chào từ 38 độ hết hồn. Ta nói cái không khí ở đây, công nhận nó thoải mái thiệt. Ráng hít thêm vài hơi nữa đi. Biết vậy mình trốn sớm hơn. Hả? Chị ơi, tính đi giùm em chị. Đi về. Hai đứa 4 triệu hết. Ai hút mà. Mày xem tôi có ai nào giỏi đâu không? Không có ai hết. Cái gì trong đó mà thấy ghê vậy? Mày nói giỏi thôi, mày muốn tao bị cướp hả? Đây. Mày nhặt được tiền hả? Không. Nope. Vàng đúng không? Vàng đúng không? Không luôn, cái này nó còn quý hơn vàng nữa. Tao phải đổ máu dành giật dữ lắm mới đem về đây được đó. Mày đừng có nói với tao bên trong là... Đây. Sao mày tát tao? Quý? Cái đồ quý hiếm vậy sao mày không nói tao sớm? Cái đồ quý hiếm vậy sao mày không nói tao sớm? Chị Anh ơi, chị thiệt còn sao cắm ra đường mà anh đi đâu đây? Dạ em đang có công việc rất là quan trọng, liên quan tới hạnh phúc gia đình của em. Em mà không đi nhanh á, là tan nhà nát cửa. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Thôi, nó hợp lý thì cho anh đi. Về đây. Trời, vậy mà cũng được luôn hả? Thôi, Đi. Dạ. Có chuyện rồi. Chuyện gì vậy anh? Trời ơi, mấy đứa chưa biết tên gì luôn hả? Dạ chưa, tên gì vậy? Trời, hàng xóm sát bách tiếng động trời vậy mà chưa biết luôn hả? Ủa anh, có chuyện gì? Để em nghe với. Biết là hàng xóm có chuyện rồi. Nhưng mà chuyện gì? Nửa tháng trước, bạn trai nó ở vùng dịch về. Nó không dẫn đi cách ly, mà dẫn đi khách sạn. Bây giờ, bạn trai nó bị dương tính Covid rồi. Thôi xong, vậy là con này cũng dính bệnh chắc luôn. Dính bệnh chắc rồi đó anh. Không dính bệnh, dính hầu. Dính hầu. Chị ông no. Có thể nào bớt khác ở đó lại giùm em được không? Nghe hoài mà bét mền luôn á. Hot trên mạng. Hay mà, chúng ta đọc cho mình đăng TikTok. Có một bài bản khác từ sáng tới giờ, mẹ chán luôn. Hay mà. Chị ông no. No này. Chị ông cô nghĩ làm sao vậy? Cô nghĩ làm sao mà nửa tháng? Cô biết bao nhiêu tiền không mà nửa tháng? 3 tháng rồi tôi còn chưa có tiền trả cho cô. Cô nghĩ làm sao mà nửa tháng tiền cho tôi trả? 1 tháng rưỡi, có khi là 2 tháng à? Lâu quá, chết em phải cho nó gấp ông. Vậy 2 tháng à? Được không? Được thâu tôi xù à? Dạ. Phải 2 tháng nha. Mình chốt 2 tháng nha. Em cảm ơn anh vừa nha. Rồi mình chốt 2 tháng nha. Người gì đâu khó khăn ghê. Tao thiếu có 3 tháng tiền nhà chứ bao nhiêu đâu. Có nhiều đâu mà cứ hỏi hoài. Bực bội à.
Người ta không có tiền, người ta mới thiếu chứ. Tiền ai thiếu cái gì. Còn hai cũ, tao tốt hết. Kìa sẽ lá nhanh luôn. Trời, nhà tao giàu mà ngại gì. Tôi theo, dở bài. Tù lũ, làm mày tao giàu rồi. Khoan, tôi không những có thùng mà tôi còn có sảnh nữa. Thùng phá sảnh. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc già lắm phụ. Ủa, anh đâu vậy? Mà không kêu vậy? Mà này, sáng giờ thấy có mấy cái cà rốt trên bàn của em đâu không? Em để được xuống trong thì cũng tiêu rồi. Cà rốt hả? Còn ăn cũng tao tốt á. Chiếc thỏ nó tan rồi. Chồng xin lỗi vợ nha. Tại vì nó trơn á. Nó trơn á. Ở chồng đi xuống đi, để vợ rửa cho. Để chồng rửa chiều không có cái chén mà ăn cơm ấy. Ờ vậy đi. Thế tình chứ. Phải bộ kinh tế khó khăn mà bị con bị yết rồi đi để mày bắt không biết nữa. Dài quá dài mà. Đàn ông các anh mà. Ai mà giá dạy rảnh rỗi có xin chuyện mà. Em đừng có dạy nha, đừng có vui đùa cả anh lắm nha. Người ta khác anh khác à. Người ta có tiền người ta đi, anh có tiền đâu mà anh đi. Hả? Anh đi đâu? Sao à? Ừ. Tại sao? Em nói rồi, em có đưa tiền đâu mà anh đi. Cái gì em đưa tiền đâu luôn nha. Sao? Thấy được không? Cả cái tỉnh này chỉ có mình tôi có rồi đó. Đẹp, ngầu đấy. Nhưng mà hết nhiều không? Không nhiều đâu, chầm cổ thôi. Cái gì? Đô xe máy thôi mất 100 củ. Lãng phí bây giờ cha nội. Mà đi lâu không? Lâu chứ. Viên này đi nhưng phải vài năm. Với cùng số tiền này á, tôi còn mới độ. Nhưng mà đại cấp hơn không? Nay ai còn đi độ xe máy nữa. Quá lạc hổng. Là cái gì? Bạn độ gì nói mình nghe coi. Tôi độ vợ. Là sao? Nào giờ nghe độ xe, độ súng. Lần đầu nghe độ vợ. Tôi chỉ do về nhà thấy vợ phần nào mà bị thấp á thì độ cho nó cao lên. Phần nào mà thấy nhỏ á thì độ cho nó to ra. Độ xe á, sử dụng có thời gian ngắn. Độ vợ á, không xài cả đời. Độ vợ á, không xài cả đời. Có gì không chị? Gia đình đại diện một người chiều lên phòng cách Covid nha. Được rồi. Ủa, ai vậy anh? À, cái gì khu phố, cái giấy ra được. Ôi, cãi vậy, anh cho em đi đi. Trời, em muốn ra đường lắm nữa. Em cũng muốn đi ra ngoài nữa cho em đi thôi. Nhưng mà này phải trước mà. Giấy này á, thứ nhất á, chỉ cho phép một người ra đường thôi. Thứ hai á, em nào thật sự muốn ra đường á, anh muốn cho. Em muốn đi nè, anh cho đi đi, em năng lượng luôn á. Rồi, em hỏi trước anh cho em nha. Thương lắm á, anh muốn cho á. Không, đáng lẽ cái này là anh phải đi á. Gia đình đại diện cử một người 14 giờ chiều nay đi test Covid. Ủa, cái này là giấy đi test Covid mà. Ủa, cái này là giấy đi test Covid mà. Đâu phải giấy đi ra đường đâu. Thì đừng ra đường đó. Giờ này chưa có bơm nước hết chưa? Sao tự nhiên hôm nay anh la em? À, brand cũng tới tháng. Brand cũng tới tháng.
ly luôn anh. Anh Bi ơi, Bi. Ủa sao giờ này ở đây? Trời em ơi, trốn cách ly gì? Nói gì? Trong nhà để em kể cho anh nghe. Trời, cái gì? Trốn cách ly hả? Trốn cách ly. Tôi muốn mới lên phường đó. Em khỏe không? Ừ, nhớ đừng có ra đường đó nha. Dịch bệnh nguy hiểm lắm, có thiếu gì nói anh mua cho. Em có chuyện gì là lo, anh lo lắm đó. Ừ, không quan tâm em quan tâm ai nữa. Vậy nha. Ôi, nay có bộ nhí bên ngoài đâu hả? Người ta hùng hả? Bộ nhí gì cha? Con nợ tao á. Con nợ mà quan tâm lo lắng gì người yêu vậy? Trời, khổ lắm. Ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm quan tâm lo lắng. Sợ dịch thế này tầm bậy tầm bạ, dính bệnh không ai trả tiền cho tao. Quan tâm quá. Rồi cái này vợ tao nó nghe tôi nó có nghi bên ngoài. Vợ bỏ nhà đi bụi luôn rồi. Khổ mày luôn rồi. Mày đâu vậy Bi? Sao anh em ngồi đây chơi lũ thổi xanh bơ đi đi mình vậy? Tao phải đi đây. Tao không muốn á, vì chuyện của tao mà làm liên lụy ảnh hưởng tới anh em. Mày nói gì kỳ vậy? Anh em mình là sống chết có nhau, có phúc cùng thưởng, có họa cùng chia. Nhưng mà đây là chuyện lớn. Tao không muốn vì chuyện của tao á mà tất cả anh em phải xa cách. Mày nói như vậy mới xa cách á. Dù có chuyện gì đi nữa, anh em mình nhận xét cánh bên mày. Mà đúng là anh em tốt. Mày bị gì? Nói đi! Tao bị Covid! Trời ơi! Biết rồi mà! Rồi gửi cho! Thương thương! Chồng! Hồi nãy ai gọi vậy? Trai gái? Dạ! Biết ngay mà! Thương thương được ha! Nói là ổ cho cái nào hả? Rốt cuộc ở đâu nào? Con mẹ! Em đó nha, kỳ cục gì đâu à. Ba gọi. Alo. Chiều nay ra quán cũ nhậu nha. Dạ tao biết rồi. Sao thằng nãy nãy xưng hô lễ phép vậy ta? Mày làm con tao hồi nào vậy? Biết rồi mà. Mày khùng hả? Tao thằng Thanh nè. Chiều ra quán cũ nha. Ủa chồng, ba gọi mà sao thấy đủ đi nhậu không đó vậy? À, không phải là ba nói đi nhậu mà ba biểu anh là chiều phải qua nhà cậu. Không phải là ba nói đi nhậu mà ba biểu anh là chiều phải qua nhà cậu. Xíu ra mua giùm anh một chai cồn 90 độ với lại 5 lon bia nha. Ủa, dịch mà anh mua mấy cái đó chi vậy? Chuyện em tới Covid. Sao mới hả? Mà anh sát khuẩn thôi, anh mua chi tới cồn 90 độ như vậy? Anh không sát khuẩn, anh nướng mực. Nướng mực? Nhưng bây giờ nó test Covid. Anh test thử, nếu còn nghe mùi thơm á, cứ giác anh còn tốt. Vậy còn bia? Anh uống thử 5 lon nếu cảm thấy ngon thì giác ok chứ tao anh không bị Covid. Giác ok chứ tao anh không bị Covid. Tính ra nhờ có giãn cách như thế này mấy anh em mình mới có cơ hội ngồi ăn cơm chung với nhau luôn á. Đúng rồi, nhà mình lúc nào mà cháu đang vui mà còn đồng kết nữa chứ, lúc nào cũng có nhau á. Quá đúng. Ủa gì vậy mấy đứa? Ngứa cổ bò người mà anh vậy? Em thấy không? Mới kêu anh em đoàn kết mãi lại có nhau mà anh mất hơi nhẹ chút xíu, bỏ chạy mất vậy. Còn anh thì ý mấy đứa là gì? Toàn mấy đứa sợ chết thôi. Cảm ho là bình thường mà, có gì đâu. À mà em, nhà mình có cái máy đo nhiệt độ. Hai ngày hôm nay tự nhiên thấy người xương nóng nóng. Anh nói gì? Nóng nóng nữa hả? Mẹ, anh nói giỡn á. Anh ơi. Em có bầu. Có bầu rồi. Với anh. Ủa, anh sao vậy? Anh quên nói với em á, làm việc sẵn lâu rồi. Làm việc sẵn lâu rồi. Làm sao có bầu với em được. À, nãy giờ em chỉ nói giỡn thôi à. Thôi anh cứ làm việc tiếp đi nha. Em, nãy anh cũng nói giỡn thôi, anh chưa có tiền sản.
có đen rồi chị. Anh là gì ăn? Anh biết sửa nước không? Em có ngoài nước bị nghiệp hai mấy năm rồi mà chưa ai sửa được hết. Hai mấy năm mà xét luôn rồi, thay luôn cái sữa nữa chị. Thì anh cứ sửa thử đi, ngoài này còn sàn tốt lắm. Không, chị dẫn cho con đi, con sửa đi. Cái này này không ngủ mà, không biết đâu ai sửa chị. Có đó, do anh chưa chịu tiền thôi. À, hồi giờ em còn sửa ống cứng nè. Ống mềm em chưa thử bao giờ. Ống mềm em chưa thử bao giờ. Anh, đi chơi nè. Chào giám đốc, có người tự xưng là bạn cấp 3 muốn gặp giám đốc ạ. Bạn học cấp 3? Bạn học cấp 3? Anh học chưa cấp 2, cấp 3 cấp 3 không ra? Anh học chưa cấp 2, cấp 3 cấp 3 không ra? Anh về rồi hả? Ừ. Đứng đó làm gì nữa? Cái gì vậy anh trai? Cắt kiểu hai má đang trường cho anh nha. Ok anh. Giỡn hoài, nó có khúc gì, hai máy gì. Giỡn gì mà giỡn. Ông phải tự thức cái đi chứ. Ok, quá đẹp luôn anh ơi. Cắt cái gì vậy ông? Hai máy gì đây? Dạ nè, một máy nè, hai máy nè, một máy nè, hai máy nè. Còn gì nữa đâu mà khóc đây. Anh Bi. Ủa em? Nghỉ dịch lâu quá, anh ở nhà có buồn không? Trời ơi, buồn muốn chết luôn sao không buồn? 2-3 tháng nay á, anh lòng vòng ở nhà ông Bình á, buồn hết bà nội luôn. Buồn hả? Chồng bị cách ly rồi đó. Đây, quá ngon luôn. Nó thương em rồi đúng không? Ủa? Gì á? Thật ra tất cả những chuyện trên đời này đều là chuyện nhỏ. Chỉ có việc cưới vợ nhỏ mới là chuyện lớn. Chỉ có việc cưới vợ nhỏ mới là chuyện lớn. Anh hàng xóm ơi. Chưa anh hả? Anh nấu cơm tối chưa vậy? Ăn chưa? Còn sớm mà. Ở bên này lại làm buồn quá à. Hay tối anh ta ăn cơm chung với em nha. Wow. Em ơi! Em ra nè! Có này đừng nấu cơm nha! Trời có con Hoàng sớm có bụng dễ sợ. Chị bắn đi qua em ăn cơm chung luôn. Trời, dịch bệnh khó khăn mà con có nhiều người tốt gì ta. Ê! Ôi chú ơi! Ha ha ha!
như chậm một nhịp đúng không? Chậm một nhịp đúng không? Ba nhịp rồi với một nhịp gì nữa? Ba nhịp rồi với một nhịp gì nữa? Tao xin tụi bay á, tụi bay đừng phá tao nữa được không? Tao lạy tụi bay luôn á, đừng phá tao nữa, cho tao làm việc đi nha. Tao đâu có chọc ghẹo gì tụi bay đâu, đừng phá tao nữa. Tao đang nỉ tụi bay luôn á, cho tao làm việc đi nha. Giờ sao? Rượu mời không muốn uống, muốn rượu phạt đúng không? Mày mà không nói, tao nói mà không nghe. Ủa? Vợ? Sao hả? Làm mũi hả? Làm mũi hả? Chồng ơi, em dính rồi. Cái gì? Em dính rồi. Tại sao anh lại để dính? Thì em cũng có muốn đâu. Em muốn sợ mà. Anh đã dặn đi dặn lại rồi. Mà đi đâu mà để dính? Em ở nhà không chứ có đi đâu đâu. Giờ này mày còn nói xạo anh được nữa hả? Em ở nhà mà để dính Covid. Ơ? Chào chứ Covid là dính cái gì? Dính bầu. Trời, Covid tác hại như vậy. Trời, ảnh hưởng như vậy trời. Doanh số đã đi xuống rồi, mà bây giờ doanh số lại đi lên. Doanh số đã đi xuống rồi, mà bây giờ doanh số lại đi lên. Trời ơi. Em hàng xóm ơi. Dạ, anh kêu em hả? Nghỉ dịch lâu rồi, em ở đâu có buồn không? Buồn. Anh ơi, em mạnh lên rồi. Cái gì? Em mạnh lên rồi. Thiệt không? Dạ, em mạnh lên rồi. Trời ơi, tự nhiên em mạnh lên ngay buổi trưa vậy trời. Ủa anh, sao mạnh lên mà anh có vẻ hơi buổi trưa vậy? Anh không thích hả? Thích sao không? Chứ tự nhiên hôm nay nấu hướng gì ngầm ngay buổi trưa vậy? Thôi, vô làm liền cho anh nấu. Anh nghĩ cái gì vậy? Để em nói là em mạnh đi với quê mới lên. Để em nói là em mạnh đi với quê mới lên. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Người vì anh quá yêu duyên chỉ toàn những lời yêu phiền. Giãn cách lần một. Giãn cách lần hai. Giãn cách lần ba. Chị ơi, anh khát nước. Này ngon á. Có cái nhà không lâu nãy giờ chưa xong. Lâu nhanh lên rồi còn lại còn bắt sách chân cho chồng á. Làm bắt điện thoại luôn mỗi chút quá. Hả? Tí bồn, ta ta hoài. Dậy, dậy, dậy. Giờ mấy giờ rồi mà nằm đó ngủ mớ. Giải quyết nhà luôn, nhà giặt đồ đi kìa. Anh em, ngày hôm nay Bi muốn nói một chuyện để mọi người khỏi suy nghĩ thắc mắc cũng như là nghi ngờ Bi nữa. Ủa, có chuyện gì vậy Bi? Sao nhìn căng thẳng vậy? Ừ, đúng rồi, có chuyện gì bình tĩnh nha anh. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy anh? Sẵn tiện có đông đủ mọi người ở đây, Bi xin khẳng định một lần nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, Gia Minh sẽ không phải là người yêu của Bi nữa. Anh, em có làm gì sai thì em nói em sửa. Sao tự nhiên anh lại đòi chia tay em? Anh xin lỗi, nhưng mình quen nhau cũng khá lâu rồi. Yêu đương như vậy, em không cảm thấy chán sớm không? Em xin lỗi. Đừng vậy mà, anh biết em thương anh nhiều mà. Anh không muốn em làm người yêu của anh nữa. Em có làm vợ anh được không? Anh dám đưa tình cảm của em vậy hả? Em không đồng ý làm vợ của anh đâu. Trời ơi, em quỷ, nó làm nó hết rồi.
Dạ chào anh chị, theo như em được biết anh là một doanh nhân thành đạt. Không biết em thể phỏng vấn gia đình mình một chút được không ạ? Được chứ em tới đây để phỏng vấn mà. Khi mà người vợ ở nhà chăm sóc cho gia đình, lo cho gia đình nhiều như vậy, khi mà người đàn ông thành công, họ lại muốn kiếm một người vợ trẻ hơn, đẹp hơn, thì sao ạ? Thì anh nghĩ là người chồng này rất là sai, rất là tệ. Như anh á, thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy, không bao giờ bỏ vợ. Anh chỉ kiếm thêm thôi, không bao giờ anh bỏ vợ. Nói gì? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Chồng, dạ cách lâu lắm rồi, nghĩ hai vợ chồng mình cứ ở nhà chơi hồi vậy hả? Chứ giờ sao? Nhà cách xã hội mà, có đi ra ngoài được đâu. Mình nghĩ chắc chị kiếm tiền đi chứ. Em ở không nhiều quá, muốn đồ người luôn rồi nè. Đừng cái gì khó, cũng kiếm tiền đúng không? Ok, ra đây em sắp xếp nha. Rồi, sao rồi nè? Trong nhà này có số tiền rất là lớn. Em kiếm được, nó sẽ là của em luôn. Ơ, dạ vậy, chị Ba để em đi kiếm. Đấy, nói. Đây, đó, 200 ngàn, không? Dạ không? Đó, thì kiếm được nó là của em luôn. Sao, vui chưa? Dạ vui. Nhưng mà tiền này vợ kiếm được là vợ được lấy hết đúng không? Đúng rồi, tiền vợ kiếm được, vợ được quyền lấy. Cảm ơn chồng nha. Nhưng mà hiện ra chồng có nhiều vậy ạ? Bác tôi khách vợ nè. Hả? Tiền của vợ mà. Kiếm tiền rồi đó. Không vui. Anh là anh Tấn đúng không? Ủa anh Tuấn đây. Mày có gì mày nói từ từ thôi, mày làm gì mày làm như trời sắp sập đấy. Hả? Sao suốt ngày thả thính vợ tôi hoài vậy hả? Suốt ngày nó cầm điện thoại á, nó nhìn anh nào nó cười. Là sao? Tại sao à? Tại tao ngon hơn mày. Nói như ban ngày còn hỏi. Nhà mày có ăn 7 tỷ không? Nhà mày có ăn 7 tỷ không? Mày đừng ngại sao? Hả? Mày tính hốt tao à? Mày ngon. Ông mới xe gì vợ ông, ông khóc lóc cái gì? Phận con trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Nói gì? Làm mạnh vô. Làm gì vậy? Trời, lâu quá em mới gặp, khỏe không? Khỏe. Cơ duyên nào hôm nay tới đây? Cũng giấu gì bạn, dạo này dịch bệnh khó khăn. Mình tính qua mượn đỡ bạn 10 củ. Gia đình sẽ sở qua dịch. Cái gì? 10 củ? Nhiều quá hả? Vậy hay 8 củ cũng được. Dịch bệnh khó khăn thế này, cả gia đình 10 củ làm sao mà đủ sống? Để tao cho mà mượn 15 củ luôn. Bạn đúng là anh em tốt, mình không nhìn lầm bạn. Có rồi luôn nè. Trời, anh em không mà cho mượn tiền được rồi. Quà cáp chi vậy? 15 củ trong này nè, bạn đem về cả gia đình dùng đi. Khi nào có nhớ trả lại cho mình nha. Trời, cái mượn là tiền mà, sao nuôi cái này? Nghĩ sao vậy cha? Nghĩ sao dịch bệnh khó khăn thế này, tiền đâu ra? Lấy thôi à. Đi đi hả? Lấy xong lấy. Nhắm mắt lại đi để cho em gọi. Anh nhắm mắt lại đi chứ không là em xịt nước vô mát nát chịu rồi nha. Anh ơi, bình thường anh chịu đau được không? Em nhìn thấy gì không? Kim đâm á, anh cũng không sợ. Bắt đầu yêu anh xin nhớ gì? Thoải mái đi. Anh có đau mà ghé gì vậy? À, anh thích vậy á, sướng mà. Thoải mái đi anh. Phải là mạnh không? À, vậy được rồi. Anh biệt cơ biệt cấp đấy. Mày làm gì thầm thò trước nhà người ta vậy? Nhỏ nhỏ thôi. Biết cái gì chưa? Ừ. Bé Minh hàng xóm tối qua đi nhậu tiếp xúc một ca F0, hôm nay bị đưa đi cách ly rồi. Cũng mày nhiều chuyện. Mà chuyện người ta, mày quan tâm làm cái gì? Tao nghe nói nó chỉ tiếp xúc với F1 thôi. F0? F1?
Tối qua mày có đi nhậu chung như tao đâu mà mày biết. Tối qua mày có đi nhậu chung như tao đâu mà mày biết. Mày giết tao đi. Chồng. Bình thường. Có tiền công cho chồng nè. Biết nhà đâu nha, 2 tỷ. Phơi đồ, 1 tỷ. Ủa, sao tiền công anh ít vậy? Dạ, tôi muốn đổi việc không? Thôi. Lấy là người em đi, lấy em có thưởng. Anh chịu nhiều lắm không á, chịu nhiều lắm không á. Bi. Em đây, gì vậy? Đi theo anh. Mà đi đâu? Thì mày cứ đi theo anh. Nhậu cái. Cái gì? Nhậu hả? Tôi không được đâu. Vì em đã xé xác em á. Đàn ông con trai đầu đội trời trên đập đất. Nope. Mày em mày sợ vợ. No. Trời ơi, đâu phải một mình em sợ nó đâu. Cá sấu tiền đều phải sợ nó. Cá sấu tiền đều phải sợ nó. Em nói gì á? Yeah. Anh làm gì mà xách cái xe chạy vòng vòng quanh sông ngoài vậy? Anh chạy cho nó quen. Anh sợ, để mang hết giãn cách. Anh không còn biết chạy xe. Để mang hết giãn cách. Anh không còn biết chạy xe. Hả? Nè. Thầy cha. Thằng hứa tao ra đây. Mày hứa đúng không? Dạ thầy. Thằng nào? Mày đúng không? Để đây. Mày hết chuyện hứa đó cái này hả? Hả? Nhưng mà anh chết. Hứa y chang rồi này thôi. Có đi chào luôn nè. Anh em thấy có nhiều ông ngoài kia đã có vợ đẹp con ngon ở nhà rồi, mà muốn đi ra ngoài ăn phở. Anh có giống như vậy không? Muốn ăn phở không? Hỏi tào lao quá. Sống với anh bao nhiêu năm rồi, không biết tính anh hay sao vậy còn hỏi vậy nữa. Vơ vẩn. Dạ, anh cứ trả lời thử xem. Hỏi thừa quá. Phở ngon vậy, ăn chả muốn ăn. Chết hả? Nhưng mà thích ăn cơm không chết bụng. Vậy thì còn nghe được. Khi nào á mà chán ăn cơm rồi á, tôi thèm phở. Chán ăn cơm rồi. Đứng lại. Anh đi đâu đó? Chồng đang kia nhậu với anh em xíu. Nhậu nhẹt thôi. Suốt ngày chỉ biết nhậu thôi. Vợ biết thôi. Thương vợ. Chồng mới đi nhậu á. Mệt lắm. Sướt gì đâu. Thương vợ mà đi nhậu. Sao? Hôm bữa chồng mới đi xem thầy bói. Thầy nói á là đàn ông á phải dính một trong ba cái này. Một á là rượu chè, hai á là gái gú, ba á là cờ bạc. Thì theo vợ, vợ thích chồng dính một trong ba cái nào? Đương nhiên là nhậu nhẹt rồi. À, thì đó, thương vợ, chồng mới đi nhậu á. Ok. Hai anh có gì mà đòi quen tôi? Nhà anh á thì cũng không có gì. Có được cái tiệm vàng nho nhỏ ngay chỗ trung tâm thành phố á. Hôm nay qua gặp em mà dịch quá, anh cũng không chuẩn bị được gì. Em cầm mấy thẻ ăn sáng đỡ nha. Không. Em thấy hơi thích anh rồi. Còn anh thì sao? Thời buổi nào rồi còn vàng với bạn. Quá là khẩu. Anh có gì quý hơn cả bạn không ạ? Là em chọn nha. Anh thì chỉ có cái này thôi. Tên 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 tên. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà anh tặng tôi mấy cái này vậy? Thằng em vàng với bạc. Anh về đi. Em, đừng mà. Anh đi ra ngoài mà ở đi. Đừng xa anh đêm nay. Bóng đêm đã tan phai. Đừng xa anh đêm nay. Anh đã hết tiền. Hãy đưa đây cho anh mượn đỡ mấy trăm nghìn đi. Và anh thưa, anh sẽ ra đi. Từ duyên kiếm thì anh hay đến xa khỏi nhà tôi. Thì tôi đưa cho anh cũng thế sẵn. Giờ đây tôi không quên anh vì tôi chán anh từ lâu. Hãy đi đi, hãy đi đi, hãy đi mau. Trời ơi! Tại sao anh nói một người đàn ông tốt như thế này vừa ra đường giữa đêm khi anh bắt em? Anh hỏi anh hát thôi à, anh thề anh không có làm gì hết á. Anh đi ra ngoài đường á mà ở, không có anh em gì nữa nè. Anh hỏi anh hát thôi mà. Em
Ủa anh, có chuyện gì vậy? Em nghe to tiếng quá, em chạy qua coi thử. À, anh đi công tác, thì không đành lòng. Để giờ ra khách bù lu bù lo, nên nghỉ. Anh mới cho đuổi vô trong rồi. Phụ nữ mà. Chị này đi công tác bao nhiêu lâu mà chị buồn dữ vậy? Cái này, chứ anh đi cũng hơi lâu. Chứ anh đi cũng hơi lâu. Thôi, anh đi nha. Look at the top of his head. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Look at his lips. Đứng lại. Mấy đứa mới buồn dịch gì mà sao đi lại thoải mái vậy? Anh đã sắp xếp phòng riêng rồi. Mấy đứa gì đó nghỉ ngơi. Khi nào á mà hết thời hạn quay về công ty làm việc. Ủa sếp, Đạt nó ở chung phòng với lại mấy bạn nữ luôn hả? Ờ đúng rồi. Hả? Sao thế? Dạo này em thấy người em nó cũng hơi ho ho sếp. Chắc cho em đi cách ly chung quá. À được. Ý thức như vậy là rất là tốt. Mấy bạn có thấy Thanh chưa? Lấy đây làm gương nha. Cái phòng kia nó lạ hết rồi, nên riêng phòng em á sẽ được cách ly đặc biệt. Em sẽ đi chung với bạn lại. Nani? Hôm nay hai chị em mình phải thử xem ông này có đàng hoàng không. Ok, chuyện này chị cứ giao cho em. Lát mà ông sập bẫy là chị chạy ra liền nha. Em đừng có mà như vậy. Anh chỉ có chung thủy một mình chị em thôi. Em mà còn như vậy nữa, anh nói chị em đó. Anh đi về. Ủa chú, sao gì mà không thấy ai ra vậy? What? Sao gì mà không thấy ai ra vậy? What the fuck? Bình thường anh xem phim á, mấy cái đoạn mà thử làm bạn trai như thế này á, thì cái đoạn cuối á là chị em ra mà. Cái đoạn cuối á là chị em ra mà. Nope. Trời ơi, mới giải cái kênh nửa tháng à, mà hai vợ chồng mày ra nông nổi này hả? Trời ơi, tóc tai nè, quánh như mì tôm luôn. Dịch mà, khó khăn quá. Dịch bệnh khó khăn, hai đứa tiết kiệm là tốt. Nhưng mà ăn uống là phải đầy đủ chứ, thì nó mới khỏe được. Ăn uống như thế này á, làm sao mà sức khỏe được? Hả? Sức khỏe là trên hết. Như tao nè, dịch thì dịch, mà ăn uống là mỗi ngày phải 3 tủ tao mới chịu à. Ghê vậy? Đại gia quá bạn. Chứ sao? Đó là bình thường. Sáng một củ, trưa một củ, tối một củ, ngày nào cũng vậy. Đây, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Tên. Sao em biết tới cái này? Anh có thể không biết tính toán, nhưng mà anh phải biết tính em. Sao mày chuẩn mấy vậy ta? Anh không phải là Jet Ma, nhưng chắc chắn anh là sói ca. Anh không phải là Jet Ma, nhưng chắc chắn anh là sói ca. Cái gì? Có bao nhiêu đây à? Mà anh đòi thuê tôi hả? Tôi không làm. Sao? Được chưa? Trời, có hai cục mỏng lét à? Tôi hai cuộc mỏng lét à? Anh kêu tôi làm yêu anh tới một tuần. Anh coi thường tôi quá rồi đó. Thôi, với chồng tôi đi mà. Tôi đang nghỉ cô đó. Không. Sao? Như vậy là đủ chưa? Vẫn chưa đủ nữa hả? Thế thôi. Không. Con làm nhiều giả nữa. Làm nhiều gì thì con. Anh chụp giúp em tấm hình nha. Ok em. À em có thứ đẹp chưa anh chụp lại cho. À hình này đẹp nha. Hình này đẹp lắm. Hình đẹp quá, cảm ơn anh nha. Trời ơi, cái xe đẹp nha mọi người. Có kìa tụi mình đi bằng nha. Ok. Thích là được. Thế đó anh.